Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Mai Xuân Vinh, 40 tuổi, trú ở thành phố Bảo Lộc. Công an thành phố Bảo Lộc cũng thi hành lệnh bắt tạm giam bị can 4 tháng đối với ông Vinh để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước đó vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày mùng 1 tháng 9, ô tô 7 chỗ biển số 51F75841 do ông Vinh điều khiển lưu thông trên đường Phan Đình Phùng theo hướng từ trung tâm thành phố Bảo Lộc đi xã Lộc Châu. Khi đến tổ dân phố 22 thì va chạm với xe máy biển số 49H118025 lưu thông theo hướng ngược lại. Tại hiện trường xe máy nát vụn, bốc cháy chờ khung sắt, đầu ô tô bị biến dạng hoàn toàn. Vụ tai nạn khiến hai người cùng ngồi trên xe máy là anh NHD 17 tuổi và anh PDQD 18 tuổi cùng chú thành phố Bảo Lộc tử vong tại chỗ. Sau khi gây ra vụ tai nạn, ông Vinh đã bị công an thành phố Bảo Lộc kiểm tra nồng độ cồn và chất cấm. Công an xác định tài xế Mai Xuân Vinh có nồng độ 0,9mg trên một lít khí thở, điều khiển ô tô khi không có giấy phép lái xe, lấn trái đường sai quy định, gây ra vụ tai nạn. Theo công an thành phố Bảo Lộc, vào tháng 3 năm 2024, Mai Xuân Vinh từng bị xử phạt 46 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn khi lái ô tô. Ngày 4 tháng 9, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen Công an tỉnh Hà Tĩnh về thành tích đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thư khen, thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Đối ngoại, Cơ quan Đại diện Bộ Công an tại Lào tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do các đối tượng trú tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bò Kẹo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thực hiện. Bắt 154 đối tượng, thu giữ 350 điện thoại di động, 120 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động xuyên quốc gia. Thư khen nêu, kết quả đấu tranh chuyên án đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực giữa Công an tỉnh Hà Tĩnh với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, các lực lượng chức năng và Bộ Công an Lào, góp phần gian đe, phòng ngừa phạm tội, ổn định tình hình an ninh trật tự, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhiệt liệt biểu dương thành tích trên. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật. Trước đó, hôm mùng 2 tháng 8, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an nước bạn Lào đột kích tòa cao ốc ở đặc khu kinh tế Tam giác vàng, bắt giữ 154 người. Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh cho hay, bộ máy tổ chức tội phạm này rất chuyên nghiệp do người nước ngoài quản lý, hoạt động xuyên biên giới và lừa đảo trên không gian mạng. Chỉ trong 2 năm hoạt động, tổ chức này đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân Việt Nam. Công an thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ anh Đỗ Minh Tân 28 tuổi ở bến tre, tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Phước Tân thành phố Biên Hòa. Theo dữ liệu camera hành trình của một tài xế ghi lại, trưa 28 tháng 8, ô tô tải do anh Tân điều khiển va chạm với xe máy của anh Tô Hoàng Dũng, 38 tuổi, ở Bình Dương, khiến anh Dũng ngã dưới bánh xe tải. Sau va chạm, tài xế xe tải dừng khoảng vài giây rồi tiếp tục cán lên người khiến anh Dũng tử vong tại chỗ. Một tuần đã trôi qua, bà Đinh Thị Hạnh dường như vẫn không tin anh Tô Hoàng Dũng, con trai cả của bà đã ra đi mãi mãi. Theo lời bà Hạnh, anh Dũng với người vợ đầu ly hôn gần 10 năm trước có với nhau một con trai nay đã 11 tuổi. Người vợ thứ hai, cả hai có với nhau một bé gái 3 tuổi nhưng cũng không còn chung sống đã lâu. Hôn nhân hai lần không trọn vẹn, các con đều ở với mẹ, song anh vẫn không quên nghĩa vụ của người làm cha, hàng tháng chu cấp cho các con. Cách đây một tháng, vết thương ở cột sống do từng gặp tai nạn giao thông của bà Hạnh lại tái phát, đau dữ dội. Ba anh em quyết định chuyển mẹ lên thành phố Hồ Chí Minh, sống tạm cùng người con thứ là anh Tô Hoàng Đức, 33 tuổi, để tiện chữa trị thuốc thang khi khỏe lại bà sẽ trở về bình dương với anh dũng không thể ngờ rằng lần đi đó cũng là lần cuối cùng bà được nhìn thấy mặt con trai mình bà hạnh kể lại bằng giọng run rẩy hôm đó tôi nghe có người gọi điện nói là dũng nó bị xe cán chết ở đồng nai rồi công ty con tôi ở gần nhà sao lại qua đồng nai làm gì chân tay bùn rùn như người mất hồn tôi bấm máy báo cho hai anh em dũng xem có phải ai trêu đùa ác ý không thế nhưng cuộc điện thoại gọi lại sau vài phút của đức khiến tôi ngã quỵ khi anh Đức và người em út đang trên đường tới hiện trường nhận thi thể anh trai, thì bà Hạnh ở nhà vô tình xem được video ghi lại cảnh anh Dũng bị xe tải cán tử vong. Mắt đỏ hoe, người mẹ già cố kìm nén không để nước mắt rơi. Bà nói, trời ơi, con tôi chết tức tuổi quá. Mọi người có thấy không? Công an có thấy không? Rõ ràng tên tài xế đã cua gấp, cán lên người con tôi. Giá như hắn dừng lại và xuống xe kiểm tra, thì con tôi còn cơ hội sống. Nhưng sự thật quá tàn ác hắn cố tình cán lên người con tôi thêm một lần nữa, đó là cố ý giết người, để không phải chịu cảnh chăm sóc người thương tật suốt đời. Tại nhà xác, anh Đức và em trai rụng rời khi lực lượng chức năng bàn giao thi thể anh Dũng không còn nguyên vẹn. Chiếc ba lô cũ đựng tập hồ sơ xin việc chưa kịp nộp đã nhào nát do mưa, do hai lần cán của chiếc xe tải vẫn còn đó. Có lẽ rằng trong một khoảnh khắc nào đó, khi cầm bộ hồ sơ đó trước đây, anh Dũng đã từng nghĩ về một tương lai sáng lạn hơn cho mẹ và cho hai con. Ngày làm tang lễ cho anh Dũng tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, gia đình tài xế Đỗ Minh Tân 28 tuổi, người gây tai nạn có tới. Họ mang theo 50 triệu đồng, mong muốn được gia đình bà Hạnh xin cơ quan chức năng giảm án cho con trai mình. Song đối với bà Hạnh, nếu hành vi gây tai nạn là vô ý, nằm ngoài tầm kiểm soát, dù đã quan sát kỹ lưỡng thì gia đình bà có thể bỏ qua. Tuy nhiên, đối với hành vi mà con trai họ thực hiện, không còn đơn thuần là vô ý, đó là cố ý giết người. Đau thương xen lẫn phẫn nộ trong tâm can người mẹ già, bà Hạnh nghẹn ngào nói. Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về cánh tài xế khi gây tai nạn. Đại loại như khi gây tai nạn thì phải tông cho chết, có bảo hiểm lo. Tại nếu để sống thực vật thì phải theo hầu nuôi cả đời. Dù nghe vậy nhưng tôi không tin, bởi tôi không nghĩ trên đời có những kẻ máu lạnh như thế. Nhưng đến hôm nay thì tôi buộc phải tin. Bằng mọi giá, mọi cách, tôi phải tìm lại công bằng cho con nếu như sự việc của con tôi không có một bản án thích đáng cho kẻ gây nên thì làm sao răn đe những kẻ có ý định tương tự bà hạnh nói hiện con trai bà đã mất sự thật không thể xoay chuyển nhưng để không một trường hợp nào đáng tiếc xảy ra như con trai bà pháp luật cần nghiêm khắc và mạnh tay hơn bao giờ hết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Nhớ, sinh năm 1986, ngụ thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang, đối tượng bị truy nã về hành vi bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật. Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 6 năm 2022, Nhớ đã cấu kết với Trần Quốc Huẩn, sinh năm 1981, ngụ huyện Vĩnh Lợi của tỉnh Bạc Liêu, sản xuất buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả. Huẩn bị công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật. Quá trình điều tra công an xác định nhớ bán các loại thuốc bảo vệ thực vật giả đã đóng chai, thùng và tem giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường cho Huẩn bằng cách ký gửi qua xe khách. Sau khi nhận được hàng, Huẩn đem về nhà riêng dán tem giả rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính ngày 23 tháng 12 năm 2023, khi đang sản xuất hàng giả, Huẩn bị công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện, bắt quả tang và thu giữ 2.458 chai thuốc bảo vệ thực vật giả trị giá hơn 510 triệu đồng. Mở rộng vụ án ngày 3 tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhớ về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện nhớ bỏ trốn khỏi địa phương nên ra quyết định truy nã. Sau thời gian lẩn trốn cuối tháng 8 năm 2024, Nguyễn Văn Nhớ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại thị xã Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi và di lý về Bạc Liêu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.